Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang trên đường tới những bản mông xa xôi nhất của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Đây là một cái ngôi làng mà có không nhiều hộ gia đình đâu, chỉ khoảng 6, 7, 8 hộ gia đình gì đó. Tôi cũng rất là quen với hình ảnh những ngôi nhà của người đồng bào dân tộc vùng cao, họ sống sâu trên những quả núi rồi. Nhưng đây là một cái khu vực mà tôi thấy rằng là cao nhất mà tôi từng đi tới. Một khu vực mà quá xa xôi hẻo lánh và cái đường đi lại thì hầu như là những con đường mòn rất là nhỏ và nó rất là rậm rạp. Thậm chí là phải đi qua một cái vách núi cao thì mới có thể tới được bên trong ngôi làng, nơi mà có những người đồng bào dân tộc Mông họ đang sinh sống ở trong đó. Bây giờ thì mình sẽ phải dần dần đi vào trong, vừa đi vừa dò đường. Vì chỉ có một cách duy nhất là hỏi những người đồng bào, những người dân địa phương ở đây thì mới có một cái chỉ dẫn nó cụ thể nhất và dễ dàng nhất cho mình di chuyển. Tôi đã bắt gặp những người dân đầu tiên ở đây rồi. Một anh trai mặc một chiếc quần màu đỏ rất là nổi bật, rất là rực rỡ, đỏ như những bông hoa gạo vậy. Chào anh ạ. Đi đâu anh? Hả? Ấy, đi đâu? Đi ở kia thôi. Đi ở kia là đi làm gì? Đi... Mình vừa đâu đến? Ở bên kia này. Là trên đấy là người gì? Mông thôi. Mông á? Thế mình là người gì? Mông. Thế sao không có xe mà đi bộ như này? Không có đâu. Không có xe à? Đi bộ mất bao lâu rồi? Không biết. Không biết à? Đi... mấy tuổi rồi? 20 rồi. 20 à? Học hết lớp mấy? Không đâu, không học đâu. Không đi học à? Đấy. À đấy à. Bây giờ là đi chợ hay là đi đâu? Đi ở bên kia. Đi lần quay. Hả? Ôi. À, đi làm ở dưới này à? Đấy. À, cậu em này có vẻ như là cũng không nói được nhiều tiếng Kinh lắm. Và chắc là phải đi bộ một quãng rất là dài rồi. Ướt hết cả người rồi này. Thôi em đi đi. Em đi đi. Chắc là cậu ấy sẽ phải đi xuống con đường như này. Vòng vèo qua cái cầu kia ra đường to và đi làm một công việc gì đấy. Cậu em thì đang đi xuôi xuống rồi. Còn tôi thì đang đi ngược lên. Ở đây là một khu vực mà nó cực kỳ cao luôn. Và như mọi người thấy thì cái con đường đi lại nó cũng rất là dốc. Tôi đi từ nãy giờ mà thở bở hết cả hơi tai rồi. Mà những cái chỗ như này thì cũng rất khó để tôi có thể tự lái một chiếc xe máy đi. Vì lái xe máy nó còn nguy hiểm hơn. Mình tự đi bộ. Và có vẻ như là cái hành trình, cái chuyến đi ngày hôm nay đi sâu tít vào những cái ngọn núi phía trong cũng khá là gian nan. Lại gặp thêm hai anh nữa đi xuống. Ơ, đi đâu về đây anh? Đi làm á. Đi làm mà đeo đèn pin à? Không hiểu sao buổi sáng lại đeo đèn pin. Mà ông em vừa nãy cũng đeo đèn pin. Phải chăng là có một cái công việc gì đen tối ở phía dưới à? Một cái công việc gì mà cần dùng đèn pin trong ban ngày nhỉ? Sau một quãng đi bộ tôi đã tới được những ngôi nhà đầu tiên. Vừa bước tới đã nghe thấy chi pâu rồi. Và đây là họ đã chuẩn bị làm một ngôi nhà mới được phải. Anh ơi, chuẩn bị làm nhà mới à? Ôi dồi, nhà rộng thế nhỉ? Em phải nhờ chút đi sâu vào trong còn nhiều nhà không? Trong ở trên mái nhà chứ, trong ở nhà. À, còn đi xa nữa không ạ? Gần đây mà. Đi một tí mà. Đi một tí á? Ừ. Nhưng mà muốn đi sâu nữa vào trong thì còn nhà không? Bên kia có đi một tiếng đấy. Một tiếng à? Ôi giời. Thế là đây là nhà của anh à? Ừ. À. Anh làm cái nhà này hết khoảng bao nhiêu tiền rồi? Tất là... Ừ. 80 triệu, hơn 80 triệu. Hơn 80 triệu rồi. Tổng khoảng hết bao nhiêu tiền anh biết không? Biết mà. Bao nhiêu ạ? Cỡ 200 không? Chưa đến đâu. À, chưa đến à. Gỗ này là mình tự làm được đúng không? Đó. Không phải mua. Ở đây mọi người tự vào rừng để chặt gỗ. Đây này. Cái con dốc nó dốc đến nỗi mà ông chú đèo vợ mà phải để vợ xuống thì mới đi lên được. Đèo vợ mà để vợ đi bộ thế à? Vất vả quá nhỉ cái đường đi. Ôi, em ơi, mấy cái chum to này là để làm gì? À, đựng nước à? Ở đây mình không dùng những cái bồn nước inox mà mình lại... Cái này là mình tự xây chứ đúng không? Ừ. Gia đình nhà họ xây những cái chum rất là to nhỉ, để chứa nước.
và phía bên ngoài cũng rất nhiều gỗ để làm nhà. Em là người gì? À, người Mông à? Em bao nhiêu tuổi rồi? 17 á? Thế cái này là cháu hay là con? Con. Có con rồi hả? Con. Rồi. Em lấy chồng sớm đấy. Thế chồng đang làm nhà đấy à? Vâng. Hai vợ chồng chuẩn bị ra ở riêng à? Đây là anh trai của chồng đây. Anh trai của chồng à? Vâng. À, cô bé 17 tuổi đã tay đã bồng con rồi. Em bé ăn được kẹo không? Con à. À em bé ăn được à? Sợ còn bé bé chưa ăn được kẹo đây. Chú có kẹo. Mới ngủ dậy à? Này cho con này. Cầm lấy. À, ngoan quá. Xinh xắn thì lấy chồng hơi sớm ấy. Rồi, bây giờ thì tạm biệt gia đình, mình sẽ tiếp tục đi vào trong rồi. Theo như lời anh kia nói thì phải đi khoảng một tiếng nữa mới vào được sâu những ngôi làng phía bên trong. Có vẻ là khá là gian nan đây. Và tôi vẫn đang chờ đợi một chiếc xe máy ghế sau nó đang trống để mình có thể đi nhờ. Đây rồi, nghe thấy tiếng xe máy rồi. Ui. Anh ơi, em ơi, em đi đâu ấy? Đi chăn bò. Chăn bò á? À? Xa không? Còn đi sang bên, đứng lên sang bên kia nữa. Trong đấy có nhà không? Không. Thế, cho anh đi nhờ lên trên này một đoạn nữa. Trên, đường hết ở trên này rồi. Hả? Đường đi xe hết ở trên này rồi. Thế thì đến chỗ nào mà hết đi xe? Ở trên này thôi. Ừ. Cái nhà này thôi. Cái tầng nhà này thôi. Trên này, trên đồi này còn nhà không? Ở trên này thì không có rồi. Thế à? Tưởng đi sâu vào trong còn không? Còn kênh ở đỉnh xuống dưới như con có nữa mà, nhưng mà hơi xa ấy. Hơi xa. Thế cứ cho anh đi nhờ một đoạn được không? Nhưng mà em đi chăm bò rồi. Ừ, nhưng mà đi đến đây cũng được. Thế thì cũng được. Em bao nhiêu tuổi rồi? 17 á? Đi chăn bò hay lấy vợ chưa? Còn chưa. Chưa. Rồi. Thôi đi được đoạn nào hay đoạn đấy mọi người ạ. Đi sâu vào trong phải tiếng nữa mới có nhà à? Xa thế cơ à? Xa thế cơ à? Xa. Đi mất một tiếng. Ui. Cố lên. Anh đi chơi. Tôi đã đến một cụm gia đình rồi đấy chắc à. Cho anh xuống đây đi. Anh xuống đây đi. Rồi, cảm ơn em nhá. Ừ, em nhá thấy người rồi. Thế em lại đi đi nhá. Tôi thấy mấy đứa nhỏ này. Ờ. Chào các cháu nhá. Chào các cháu nhá. Con có cái gì đây? Cô bé cầm một cái bó hoa nó đã héo rồi, như là hái từ hôm qua rồi. Rất là xinh xắn. Này, thế em tên là gì nào? Tên là Dương Phi Hạnh ạ. Hạnh à? Vâng. Hạnh bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. Thế hôm nay đang là giờ đi học mà Hạnh không đi học à? Đã bỏ học rồi. Hạnh bỏ học rồi á? Vâng. Sao bỏ học sớm này? Bố mẹ không cho học. Bố mẹ không cho Hạnh học à? Vâng. Thế Hạnh biết đọc biết viết hết chưa? Hả? Biết đọc biết viết hết chưa? Biết. Biết hết rồi à? À, biết đếm tiền chưa? Biết. Biết rồi à? Có vẻ như vậy là đủ tiêu chuẩn của bố mẹ rồi. Biết đọc, biết viết, biết đếm tiền rồi. Này ăn kẹo không mấy đứa? Hả? Hả? Không ăn á? Này chú cho trẻ con này. Này cho cháu này. Cầm đây. Sao không lau mặt cho em đi? Em nhỏ nhem quá. Hả? Này cho cún này. 14 tuổi đã bỏ học rồi. Ơ thế em lại đi đâu? À, chăn bò ở trong kia à? Rồi, tôi đã đến được thêm một cái cụm nhà của người đồng bào Mông ở trên này nữa rồi. Và ngôi nhà này thì thấy có khoảng bao nhiêu? 4 chiếc xe máy, rất là đông. Có người lớn ở nhà không? Có, chị. Chị thôi à? Vâng. Chị mấy tuổi rồi? 15. Chị 15 á? À, để xem nào. Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ đi chợ à? Chào chị nhá. Bé Ngô à? Chị đang ngồi bé Ngô. Ở đây mình ăn cơm hay ăn mèn mén? Chị bó hả? Chị bó hả? Ừ. Oh. Ngôi nhà bên trong rất là rộng. Đâu rồi chị đâu? À chị bây giờ gần 9 giờ rồi mà chị chưa dậy á? Ôi dồi. À chị đang chơi điện thoại à?
Một ngôi nhà của người Mông ở trên núi rất là cao và tôi thấy khá là đầy đủ. Thậm chí là nhà chị ấy còn nuôi cả chim bồ câu này. Củi thì vô biên rồi, rất là nhiều củi. À, chơi cả chim cảnh nữa. Wow. Đây không biết là loài chim gì. Ngay phía bên dưới là một cái con đường quốc lộ rất là to, rất là dài. Nhưng mà để từ đó lên đến đây là một cái hành trình khá là xa. Mặc dù ngôi nhà này ở trên cao nhưng mà khá là kiên cố. Tôi nghĩ nó cũng được mấy chục năm rồi. Ồ, cái cô gái 15 tuổi này đang nằm chơi điện thoại thì chắc là thôi, không làm phiền cô ấy nữa. Phía trước mình còn có một cái quãng đường khá là dài. Ơ, hết đường rồi à Hạnh? Hết đường rồi à? Ồ, thế đây là đường cụt rồi à? Thôi chết rồi. Là chú lại chọn cái đường cụt mất rồi. Đây là một ngôi nhà mà mới làm này. Một ngôi nhà vừa cất xong, còn rất là mới. À, cụ bên này cũng có khá là nhiều nhà, à vẫn còn đường. Chào cô nhá. Chào em nhá. Ôi, mình đang chuyển đá à? Vâng. Ui giời, có vẻ nặng đấy nhỉ. Ui, ui, kéo được không? Cái đá này mình chuyển để làm gì? Xếp nền nhà đấy. À, xếp cái nền nhà này à? Ồ, em mới xếp một cái hành lang cực kỳ là rộng luôn này. Và phải chuyển đá từ... tôi không biết là lấy từ đâu nữa, nhưng mà những viên đá rất là to, nhưng mà nó khá là dẹt đấy. Để xem em ấy làm như nào nhé. Đây là hai vợ chồng à? Vâng. Ồ, thế làm cái nhà này lâu chưa? Làm một tháng rồi. Một tháng rồi. Dạ. Nhà rất là mới. Em làm nhà này hết bao nhiêu tiền? Tính cả mua hôm thì gần 200 triệu. 200 triệu một ngôi nhà? Vâng. Ôi dồi, em lấy đâu ra lắm tiền mà làm nhà to thế? Hả? Đi làm thôi. À, đi làm thuê à? Vâng. Có nợ ngân hàng tí nào? Không nợ à? Chào anh nhá. Đi đâu về đây anh? Đi chơi. Đi chơi à? Thế bây giờ anh làm gì tiếp theo? À, anh ấy vào. Hình như anh là thợ làm ngôi nhà này à? Không phải. Không phải à? Ngôi nhà rất là rộng và chia thành rất nhiều những cái buồng khác nhau để có thể ngủ và làm những công việc khác. Cái phong cách nhà này thì khá là khác so với những ngôi nhà của người Mông ở bên Hà Giang. Mà tôi thấy gia đình còn sở hữu một chiếc loa có cả màn hình để hát karaoke này. Quá xịn. Em mà không bận thì thuê em ấy chở mình đi. Hay là em chở anh đi được không? Trên kia? Ừ, xong anh gửi tiền. À, trên kia thì bây giờ thì đi không được đâu, đi đường bộ thôi. À, bộ thôi. Xe máy cũng không đi được à? Không đi được đâu. Ồ. Trên kia thì đường nó không đi được. Có vẻ gian nan đấy nhỉ? Muốn đi tới đó có vẻ là cũng khó đây. Chỉ đi đường đi bộ thôi nhỉ? À. Đường quá khó, thế tôi thấy ai cũng đang cản mình nhé, không biết làm nào để có thể đi được. Thử đi là được mà. Thử đi cũng được gì. Đấy, em ấy có những cái kỹ thuật rất là hay, không cần phải xi măng gì cả nhỉ. Mình cứ chèn chèn đá vào thôi, nó thành cái nền nhà ngay. Rất là hay, rất là tự nhiên. Đã được nghe rất nhiều những lời cảnh báo là để đi vào trong đó thì phải mất một tiếng, một giờ đồng hồ đi bộ. Và khi mà quan sát ở trên cao thì tôi thấy rằng là để đi vào trong đó phải đi vòng qua một cái vách núi và đi men theo một cái con đường mòn rất là nhỏ. Và nó chỉ có một con đường độc đạo duy nhất để đi vào trong đó thôi. Mặc dù mình cũng đã từng đi rất nhiều nơi rồi, rất nhiều những cái bản làng mà họ có cái cuộc sống cực kỳ là tách biệt so với thế giới bên ngoài rồi. Nhưng có lẽ cái ngôi làng ngày hôm nay là một trong những ngôi làng mà xa xôi nhất. Và tôi đang cảm thấy là không biết mình có nên đi hay không, đang khá là nản chí. Đối với những người dân ở đây thì họ đi bộ thì có thể là hết một giờ, nhưng với mình có khi là phải 2 giờ mất. Tôi mới đang bắt đầu những cái bước chân đầu tiên của cái chuyến hành trình ngày hôm nay thôi, còn một cái hành trình khá là xa nữa. Nhưng mà không sao cả, chưa có một cái bản làng nào khiến mình chùn bước, chỉ nhìn thấy có dấu hiệu của sự sống thôi, mình quyết tâm đi đến bằng được.
Và một cái điều nữa mình rất là quan tâm đó là những đứa trẻ con, nếu mà trong đó có nhà thì có người, mà có người thì kiểu gì cũng có trẻ con. Mà đường xá như này thì tôi nghĩ rằng tỷ lệ mà không được đi học rất là cao. Giờ thì để giải đáp những cái thắc mắc thì quyết tâm đi vào trong đó đã. Thực sự bây giờ cảm giác hơi căng thẳng mọi người. Chỗ này gọi là rừng thiêng nước độc thì cũng đúng. Bởi vì chỉ có độc nhất một cái con đường thôi. Và xung quanh là rất nhiều đồi núi. Và chỗ này nó cũng đã tách biệt so với cái cộng đồng sống ở phía bên ngoài. Ui, giá như mà gặp một ai đó đang đi chợ về nữa thì tốt. Có hai người cùng đi với nhau đó, an toàn hơn, bầu bạn nhau. Thực sự hôm nay mình cũng hơi liều ấy. Nhưng mà khi mà nhìn cái con đường ấy, và nhìn thấy phía trong có dấu hiệu sự sống ấy, thì mình nghĩ trong đầu rằng là thôi, có số cả rồi, cứ đi thôi, không sợ. Đây này, con đường chỗ này nó còn khá là, chỉ cần dẫm trượt một tí là chúng ta có thể ngã xuống dưới luôn. Đây là trời nó không trơn, trời không mưa. Nếu mà trời mưa đi còn rất là ghê, rất là nguy hiểm. Này, tôi mà gặp một người đi ngược chiều mình ấy, chắc là họ cũng sẽ rất là bất ngờ và tôi cũng vậy. Có khi cả hai còn giật mình ấy. Oh, đoạn này có vẻ nguy hiểm đây. Bây giờ không phải là đi nữa mà là phải bò xuống. Này thì có những cái bậc thang tự nhiên bằng đá, hoặc có thể là họ cũng xếp nữa để cho nó dễ trèo lên trèo xuống. Đấy, người bình thường ở đây thì họ đi bộ một tiếng nhé, tôi có khi phải 2 tiếng thật mọi người ạ, vì đâu có đi nhanh được đâu. Vừa đi vừa bò, vừa đi vừa dò, vừa đi còn vừa phải quan sát, nghe ngóng xem có cái gì không. Này, cái chiều đi ra có vẻ cũng căng thẳng đấy, nhưng mà trước mắt thì cứ vào được đã. Và điều mình lo ngại hơn nữa là những người dân ở phía bên trong này, họ giả như họ ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì không biết là cái tính cách của họ nó sẽ là làm sao, họ có thân thiện hay không. Vì những cái bản làng nằm sâu bên trong này, tôi cảm giác như là những cái bản làng mà cái cuộc sống nó còn rất là nguyên thủy ấy. Và không biết là để giao tiếp với nhau được thì có dùng tiếng Kinh hay không, hay là họ dùng tiếng của họ, tôi dùng tiếng của tôi, nó cũng là một cái cản trở. Có vẻ như là ở đây họ cũng kéo một cái đường dây điện đi vào trong để có điện sử dụng. Đây này, cái này rất là giống đường điện, đúng rồi. Chỉ có đường điện thì mới kéo như này thôi. Tôi đang nghi ngờ cái ông em quần đỏ rực rỡ lúc sáng tôi gặp cũng là người ở trong này, em đi ra. Có thể là như vậy, vì nếu mà đi xuôi ra mà cái đoạn đường ngắn ngắn phía ngoài thì không thể nào mà đổ nhiều mồ hôi như thế. Thì khả năng cao em ấy là người ở trong này. Ôi trời ơi.
khi mà nhìn trên cái hình ảnh thì mọi người sẽ không được nhìn thực tế cái con dốc nó dốc như nào, nhưng mà thực tế thì nó vô cùng là dốc luôn, và nó còn trơn nữa này, bẩn nữa này. Mình vẫn luôn luôn thắc mắc trong đầu là không hiểu cái lý do gì, cái động lực gì mà khiến người ta có thể sống được ở những cái nơi như này. Bây giờ tôi mất hết liên lạc với phía bên ngoài rồi. Sóng điện thoại không có, sóng bộ đàm cũng không có, không còn một cái sóng gì cả. Chỉ có tôi chìm trong cái rừng núi ở đây thôi. Nãy bảo trả tiền ông em áo đỏ, ông ấy đi cùng mà ông ấy cũng không đi. Biết là người ta cũng nản như nào khi mà vào đây. Ở đây họ phải rào một cái chỗ như này để tránh trường hợp là đi quá đà trượt chân lao xuống dưới. Sau một quãng ngồi nghỉ thì tôi đã bắt gặp được những người dân ở đây, họ đi từ phía ngoài về, thậm chí là hai người cơ, còn một người phụ nữ ở phía dưới nữa cũng đang leo dốc. Còn trước mắt tôi là một bà cụ, và tôi vừa làm rơi điện thoại ở phía dưới, tôi cũng không biết bà cụ bà nhặt được và bà đưa cho tôi. Cũng may, rất may là có bà cụ ấy, bà đi cùng chiều, không thì mà mình bị mất điện thoại luôn, không biết một tí nào. Tôi thấy bà như là đi chợ à bà? Đi chợ. Đi chợ về à? Ừ. Mua được cái gì đấy? Hả? Trong này. Mua. Không biết bà mua được cái gì cơ, tò mò quá. Xem nào. À, bà đi chợ mua đâu? Chuồng đó. Không biết bà mua cái gì. Ừ. Điện thoại à? Ừ. Bà đi mua điện thoại à? Ừ. Ôi. Mình cũng ngại không dám xem hết túi của bà. Một cái túi đã cũ kỹ rồi. Bây giờ thì cái chuyến hành trình của tôi có thêm bạn đồng hành rồi. Đấy, bây giờ cái rào cản của chúng tôi là ngôn ngữ. Cả hai chúng tôi đều nói chuyện với nhau bằng chỉ báo. Chỉ báo hải á. Chỉ báo hải. Cảm ơn bà nhá. Ừ. Bỏ lại khẩu cho con. Ừ. Nhà cả hô bỏ lại khẩu cho con nè. Ừ. Chỉ báo hải á. Chỉ báo hải á. Ôi, thôi. Cháu nghĩ là bà cháu mình cũng không nên giao tiếp với nhau nữa đâu. Bây giờ chỉ có mỗi cái câu chi pâu thì khó lắm. Bây giờ thì tôi đã lên được cái đoạn nó thoáng hơn. Cái quãng đường đi chợ của mọi người đây đúng không? Vất vả, gian nan. Không biết là nhà bà chỗ nào. Cũng may là có bạn đi cùng ấy, không thì cũng hơi sợ. Nhanh lên bà ơi, nhanh lên đi. May quá, bà cụ bà tốt bụng, bà trả điện thoại lại cho mình. Chứ nếu mà gặp người khác họ cất đi, họ tắt nguồn đi thì thôi, coi như là mình cũng mất điện thoại, mất rất nhiều video, rất nhiều những cái bức ảnh ở trong đó. Đi chợ về nhà thôi. Đi chợ về à? Ừ, đi chợ về đấy. À, đi chợ về đấy. Ừ. Bà học hết lớp mấy? À. Ngày xưa bà học hết lớp mấy? Chị Bó. Là chị Bao à? Chị Bao. Được mỗi một câu thôi à? À, Bao chị ạ. Lâu hay là chị Bao à? Ừ? Lâu hay là chị Bao à? Bây giờ bà cháu tôi phải đi qua một cái vách núi này. Ôi, trông nó vừa cao, nó vừa xù xì, trông khá là đáng sợ. Và không biết là ngày xưa nó đã rơi nhiều đá xuống chưa? Hình ảnh của bà cụ người Mông đeo một cái ba lô đi bộ qua những cái vách núi để đi về ngôi nhà của mình. Những cái hình ảnh này thì có thể là đối với người vùng cao thì nó là bình thường, nhưng thực sự là đối với tôi và cũng như là với quý vị khán giả thì có lẽ là cũng sẽ hơi bị choáng ngợp ấy. Vì chúng ta không nghĩ rằng là ở cái thời đại bây giờ, thế kỷ 21 tiên tiến hiện đại rồi, mà có những con người họ vẫn đi lại, di chuyển bằng những con đường mòn như này và qua những cái địa hình cực kỳ là khó khăn phức tạp để có thể trở về được ngôi nhà của mình.
tôi sẽ đi theo bà về nhà của bà xem nhà bà như nào. Tôi cũng muốn đền ơn cho bà vì đã nhặt giúp tôi chiếc điện thoại. Chắc là bà sẽ rất là vui, mặc dù chúng tôi là những người xa lạ và bất đồng ngôn ngữ. Đây, tôi cứ tạm gọi là đường về nhà khổ nhất Việt Nam. Chưa biết là có phải khổ nhất chưa, nhưng mà đối với mình thấy như này là quá là gian nan rồi. Bà đi bây giờ không có dấu hiệu của việc nghỉ. Cả hai bà cháu tôi đều đeo những đôi dép quai. Đôi dép của bà thì còn là bằng nhựa cơ. Không kịp rồi. Tôi không theo leo theo kịp bà cụ nữa. Cho tôi phải nghỉ một lúc cho bà về trước. Hoặc là sao ta, nhỡ tí nữa không gặp được bà hoặc là nhà bà quá xa thì làm nào nhỉ. Tôi sợ là lát nữa sẽ không gặp được bà để trả ơn. Tôi đuổi theo. Bò. Cảm ơn bà nhá, có món quà tặng bà. Hả? Là chip bò à? Đây, bò tặng bà này, tặng bà, cảm ơn bà. Con tặng bà. Ơi, bà. Ơi, để trong ba lô nhá. Rồi. Sao xanh. Rồi, bà nhất quyết không lấy. May quá mình nhỉ, kịp đưa vào ba lô rồi. Cháu chào bà nhá. Bà về trước đi ạ. Tôi không thể theo bà được đâu, mệt lắm. Tôi chờ cái chị gái đang đi phía sau để xem chị ấy là người như nào. Chị ấy đi đâu về nữa. Hả? Không. Tặng bà mà. Bà cất đi. Cho bà mà. Cho bà mà. Bà cất đi. Bà lại quay ra trả mình. Bà cất đi không. Cháu buồn đấy, cháu khóc ra đây đấy. Bà không cầm là cháu khóc đấy. Tôi phải dọa bà đi. Dọa khóc bà mới cầm đấy. Giờ mà chờ bà chị bà ấy bò lên thì chả biết tới bao giờ nữa. Mình cứ túc tắc đi vào trong thôi, bởi vì hành trình nó còn quá là dài. Chờ này phải chiều mất. Và tôi cũng đã bị bà cụ ấy cho mất dấu rồi. Bà đi khỏe thật đấy. Đây rồi, mình đã thấy những ngôi nhà đầu tiên. Khu vực này thì đồi cũng rất là dốc. Và mọi người hình như là đang trồng ngô, đúng rồi, đang trồng ngô. Phía bên này cũng vừa đốt xong để chuẩn bị trồng. Ở đây thì họ rào rất là kỹ này. Đây là chắc là tránh cho trâu bò nó vào phá được ngô. Những cái bờ rào rất là thô sơ thôi, bằng chính những cái cây củi ở quanh khu vực này. Cái này mà nó khô thì bà con lại tận dụng để làm củi được luôn. Bây giờ giống như kiểu là một công đôi việc ấy. Vừa là phơi khô, vừa là để ngăn chặn trâu bò và phá nương. Ngôi nhà đầu tiên rồi. Và có vẻ như cái đường điện này nó cũng đi vào rất là sâu nữa. Để xem có ai ở nhà không nhé. Thấy có dấu hiệu quần áo của trẻ em. Chuồng trại thì đã không còn nuôi rồi, chắc là đang thả. Gia đình nuôi hai con lợn. Ôi, ngôi nhà này
trông cũng không được kiên cố cho lắm, nó có dấu hiệu xuống cấp này. À, ở đây thì họ được tài trợ một cái hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Có ai nhà không ạ? Anh chị ơi, gia đình mình ơi, cả nhà mình ơi. Không có dấu hiệu của người. Đây mới là cho những ngôi nhà đầu tiên ở đầu con đường thôi. Còn đi sâu vào trong nữa. Thôi bây giờ mình cứ thử đi sâu vào trong đi nhỉ. Có những ngôi nhà mà họ làm dưới những cái lùm cây phải nhìn rất là kỹ mới thấy. Nhưng mà cái ngôi nhà phía trước các bạn thấy không? Đó. Và cũng ở trên một cái sườn dốc. Ngôi nhà ở trên sườn dốc, ngôi nhà dưới sườn dốc, ngôi nhà ở bên sườn dốc. Bên trên này cũng là một ngôi nhà ở trên sườn dốc. Toàn nhà trên sườn dốc rồi. Đến được nhà của họ rất khó. Tôi đi lạc hết cả dặm rồi. Mặc dù cái đường đi lại thì rất khó khăn, nhưng mà khi mà vào trong này thì cái diện tích đất để mọi người có thể trồng nương, trồng ngô rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là họ cũng là những người mà di cư ở một nơi khác đến, và khi mà thấy chỗ này nó phù hợp để mình có thể ở được và chăn nuôi trồng trọt được thì họ sẽ lựa chọn làm nhà ở đây. Còn phía ngoài kia thì cũng là đất của những gia đình khác hết rồi đấy. Thế nên là cứ chia nhau ra mỗi một cái khu vực thì sẽ là nơi ở của một vài hộ gia đình, họ cùng nhau làm ăn kinh tế, cùng nhau sinh sống. Có lẽ là trong hình dung của rất nhiều cái khán giả thì cũng không bao giờ nghĩ rằng là còn có những cái nơi như vậy, có những cái nơi mà có cái cuộc sống nó tách biệt so với thế giới bên ngoài như vậy, những cái nơi mà con người gần như là không có một chút gì đó hiện đại, rất ít thôi. Thì thực sự là khi mà đi càng đi nhiều thì mình mới càng thấy rằng là ở trên vùng cao Việt Nam còn rất nhiều những cái vùng đất như vậy, còn rất nhiều những cái nơi mà còn có những cái sự hạn chế mà đối với chúng ta thì nó là cơ bản từ rất lâu rồi, nhưng mà trên này thì nó còn là một cái gì quá là xa vời, như là đường đi, điện rồi, trường, trạm, mọi thứ. Có những vùng đất mà trẻ con, bố mẹ du canh du cư không được đi học. Có những cái vùng đất mà trẻ con muốn đi học cũng không có đường để đi học. Có những vùng đất mà lạc hậu đến mức mà trẻ con được động viên đi học nhưng cũng không đi học. Đó, còn rất nhiều những cái vùng đất như vậy ở trên cái vùng cao của đất nước chúng ta. Tôi cũng không biết là tôi đủ sức để có thể đi được đến bao nhiêu cái bản làng, bao nhiêu cái vùng đất, bao nhiêu cái vùng núi nữa. Nhiều khi cũng thấy mỏi chân mọi người. Nhiều khi thấy cũng khá là đuối. Bây giờ mới là cái giây phút căng thẳng này, để xem là những con người tôi tạm gọi là sống một cái cuộc sống nguyên thủy, họ sẽ phản ứng với người lạ như thế nào. Đặc biệt là một người như tôi, không biết tiếng Mông nữa. Rất là nhiều chuối. Đi thận trọng ấy, nhỡ đâu chó nó sồ chứ. 1, 2, 3, nhà 4 ngôi nhà thì phải. Ấy, giật mình, gặp ngay chó. May nó cũng hiền. Một con chó gầy đấy. Có vẻ như không có ai ở nhà. Tôi thấy ngôi nhà này nhiều quần áo hơn này. Ồ, có vẻ như ở đây mọi người đang đi chợ hay đi làm nương hết chăng. Không có dấu hiệu của người ở nhà. Rất nhiều quần áo phơi ở ngoài. Và ở đây thì có những công trình đèn năng lượng mặt trời như này cho người dân sử dụng. Và đây cũng là một cái chương trình của Liên minh châu Âu EU tặng cho bà con nhân dân Cao Bằng. Nhà này thì
không có người ở nhà rồi, có mấy con ngán cạn rồi, một cái chuồng không thấy có dấu hiệu của trẻ nhỏ trẻ em, một cái vòi nước khá là ít nước. Bây giờ tranh thủ với vòi nước có nước, tôi phải lấy cho mình một ít nước đã, chai nước của tôi nó đã hết rồi. Chả biết là nước ở đây nó chảy đâu về, nó có sạch hay không, nhưng mà cái tình thế hiện tại là có nước uống là may rồi. Tốc độ chảy nó cũng khá là chậm, hy vọng nó là nước sạch nha mọi người. Bây giờ thì cũng không thể có nhiều đòi hỏi được, nhiều cái điều kiện được. Đấy, rồi. Thế là lại có một chai nước để uống rồi. Hôm nay mang hơi ít nước, cả leo dốc tốn nhiều sức quá, tốn nhiều mồ hôi quá. Đã có dấu hiệu của chó ra sủa. Chó gầy quá, không sợ. Bây giờ lấy lại sức để lên tiếp một cái ngôi nhà ở trên cao nữa. Mình cứ cảm giác như những cái ngôi nhà đây nó bất tận, kéo dài bất tận. Càng đi càng thấy nhà, chưa thấy có dấu hiệu của cái đường cùng. Không biết là mọi người sống ở đây từ bao nhiêu đời, bao nhiêu năm. Có lẽ là con đường này là con đường cuối cùng chăng? Không biết là còn dấu hiệu của nhà cửa sự sống nữa không? Bây giờ hy vọng là cái cụm nhà phía trên này có người, ít nhất là có người để mình có thể chào hỏi được. Hiện tại là hơi ghê người, chả thấy ai. Hy vọng họ biết được một chút tiếng Kinh nữa thì tốt, có thể giải đáp cho mình một vài cái thắc mắc. Vẫn không thể có dấu hiệu con người. Có thể buổi sáng ngày hôm nay mình đi đúng cái lúc mà mọi người đi chợ chăng, mọi người đi làm nương chăng. Đây cũng là một ngôi nhà khá là kiên cố. Họ làm được cái chuồng bò rất là đẹp. Ui, căng thẳng rồi đây. Con chó này nó không buộc. Mình thấy con chó kia nó buộc, đỡ sợ. Con này nó không buộc, để đi qua được nhà nó. Chó trông rất là dữ. Mệt quá. Anh chị ơi, có ai ở nhà không? Trông của em con chó ơi, sợ quá. Nó đang vào gần em rồi này. Nó chết tôi rồi. Bây giờ không có chủ thì có vẻ như nó sẽ chặn đường mình ở đây. Để xem thằng nào lì hơn nhá, thằng nào đứng lâu hơn nhá. Bạn ấy có 4 cái mắt và chưa có dấu hiệu là bỏ đi. Khó nhỉ, bây giờ mình phải nhích từng bước. Nó mà sổ cắn một phát thì khá là sợ. Chó trên này thì chắc chắn là không được tiêm phòng dại. Phải đi chậm rãi từng bước vậy để có thể đi qua được nó. Thôi cho tao đi qua nhá, bình tĩnh thôi, tao cũng không có ý gì cả. Tao chỉ tới xem cuộc sống của chủ mày nó đang diễn ra như nào thôi. Nên là mày đừng có manh động. Đấy. Rồi, bảo đừng có manh động rồi mà lại. Bây giờ mà có thêm một con chó ở trên này nữa nó chặn hai đầu thì đúng là không biết làm nào. Rồi, tôi đã bắt đầu đi ra xa được nó hơn rồi, không xâm phạm vào cái vùng đất của nó nữa rồi. Không gặp được ai rồi, chắc có lẽ là mình phải quay lại những cái ngôi nhà phía ngoài, nơi mà mình nghe thấy tiếng cười, tiếng nói, hoặc thậm chí là đang có một công việc gì đấy mà họ tập trung hết ở đấy rồi.
sau một khoảng thời gian rất là lâu thì tôi cũng đã thấy có dấu hiệu của con người. Thấy một đôi vợ chồng trẻ và một bà cụ đang đi về nhà của họ. Và trên lưng họ còn đeo rất nhiều những cái đồ mà tôi đang phân vân là họ đeo cái đồ, một là đi đánh cá, hai là cái đồ mà họ vừa đi chợ về bằng cái con đường mà lúc nãy tôi vừa đi vào. Bây giờ thì tôi cũng đã tránh được cái con chó vừa nãy mà nó khá là căng thẳng với tôi, phải vòng một đường khác để đi qua ngôi nhà của hai vợ chồng trẻ bên đó. Thời điểm này cũng đã bắt đầu đến trưa rồi, hơn 11 rưỡi gần 12 giờ rồi, cũng là lúc mà mọi người bắt đầu trở về gia đình rồi. Ở chỗ này thì được rào rất là kỹ và có dấu hiệu là ngăn cấm không cho người ra vào nữa. Vậy thì bên trong này không còn nhà nữa rồi, trên khu này là những cái khu nhà cuối cùng rồi. Tôi đã quay trở lại cái cụm nhà phía dưới vừa nãy tôi gặp để đi sang được ngôi nhà bên kia. Nhưng vấn đề bây giờ là liệu đi qua ngôi nhà này có bị chó nó ngăn đường không? Dấu hiệu chuồng trại đã không còn nuôi những con gì rồi, sập sệ hết rồi. Có ai nhà không anh ơi? Anh chị ơi, ai nhà không ạ? Cả nhà mình ơi, có ai nhà không? Ồ, có giọng rồi. Chào anh nhá. Đang làm gì đấy? Ở nhà. Ôi ôi. Vào nhà anh đường nào đây? À, trèo trèo đây được không? Chắc là cũng trèo được à? Ôi, để lên nhà anh ấy. Phải trèo những cái bậc thang như này. Đang làm gì đấy anh? Ở nhà không làm gì à? Vừa đi làm về à? Ôi, nhà rộng thế. Nhà mình có mấy người? Nhà có 4 người. 4 người à? Thầy con đi học rồi. À, trẻ con được đi học à? Đi học xa không? Sáng con xa. Đi bộ cái đường đất này xuống hả? Đi bộ. Ngày nào nó cũng đi hay là cuối tuần nó mới đi rồi về? À, bây giờ hồi ăn mà hồi đang cho cơm ăn ở À, ăn cơm ăn ở trường rồi gì? Xong rồi thứ bảy mới về à? Thứ bảy chủ nhật mới về. Ôi trời ơi. Hôm nay các cháu đang đi học. Thế tất cả khu này trẻ con đều đi học hết không? Đi hết rồi. Đi hết rồi à? À, không đứa nào bỏ học đâu gì? À, thế mừng quá nhỉ. Vì biết vì sao mình lại hỏi thế không? Vì cái đường đi nó rất là khó, sợ các cháu nó không muốn đi học ấy. Đúng không? Ừ. Thế đi học thì đây anh lui ra đây em hỏi tí. Thế đi học thì nó tự đi hay anh đưa đi? Anh nó tự đi mà. Tự đi á? Vâng. Tự đi băng qua rừng qua suối như thế á? Ừ. Thật á? Thật mà. Mà mấy tuổi? Lúc là 3 tuổi, 4 tuổi đi rồi. Thế à? Ừ. Rồi, làm sao gặp được cái cảnh mấy đứa nó đi học để xem là chúng nó xoay sở như nào với cái con đường đấy. À, có đứa nào bị ngã không? Và đi có nhanh hay không? Đường mà đi khó nhưng mà tự đi. Khó quá nhỉ? Yeah. Ừ. Đường đi quá khó luôn. Thế mà các cháu vẫn đi được. Thế sao mình vẫn lựa chọn làm nhà ở cao đấy? Để cho xong làm dưới thấp cho trẻ con đi học cho dễ. Bây giờ nhà... Sao chuyển về xuống nhưng mà không có đất bên về. Ở đây tạm ấy khi nào có tiền mà mới đi chuyển xa nhà đá cầu ấy. À, không có tiền thì không có đất ở dưới đúng không? Không có đất rồi. Đất của người khác hết rồi nhỉ? Thế mua một miếng đất làm nhà dưới mấy tiền, bao nhiêu triệu? Ừ, đá cầu ấy là gần đường xe nhưng mà làm đường nhà ấy mà tính mét là hộ bán mét thì 1 triệu ấy. 1 mét 10 triệu. Vâng. À, thế thì một cái nhà khoảng 70 mét thì cũng khoảng 70 triệu nhỉ? Ừ. Cũng giống như cái nhà này đúng không? Ừ. À, nhưng bây giờ mà mua được đất là chuyển hết gỗ xuống ở dưới ở luôn đúng không? Ừ. Không mua được đất rồi, tâm thiệt. Thế anh ở đây bao nhiêu đời rồi? Ở đây là lúc mà... Khi nhà bố mẹ vô đây là... Hơn 30, 40. 40 tuổi á? Thế là có đời ông bà của anh này, bố mẹ của anh này, con anh này, thế là 4 đời rồi còn gì? Ừ. 4 đời anh ở đây? 4 đời lâu rồi. Lâu rồi nhỉ? Ở đây thì kinh tế chủ yếu là làm cái gì anh?
Đây là bây tắm mẹ bố mẹ về sống ở đây rồi. À, thế ngày xưa anh học cái lớp mấy? Chưa là học lớp 4 thôi. À, lớp 4 à? À. Vâng. Thế hôm nay cũng không có ai nhà, mỗi mẹ ở nhà thôi. À, để đi sang cái nhà bên đồi bên kia đi đường này à? Ừ, đi đường này. Thế à? Thế em xin phép đi qua đây sang bên đấy tí nhá. Vâng. Rồi, em cảm ơn anh nhá. Vâng. Vào bên nhà thôi. À thôi, em muộn rồi, em chạy qua bên kia một tí. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Ông anh thì nói tiếng phổ thông bập bẹ thôi. Đây à, lỗi này à? À, cái này là được tặng hay là phải mua? Không, cái điện này được tặng hay là mua? Tặng thôi, nhà nước tặng. Nhà nước tặng thôi đúng không? Cái này làm lâu chưa? Làm 4 năm rồi. 4 năm rồi à? Dùng vẫn xịn chứ không? Vẫn nhiều điện à? Ok. Đấy, cái hệ thống này quá là xịn sò luôn. Bây giờ thì đi tới ngôi nhà có nhiều người xem nào. Cứ mỗi nhà thì làm cách nhau một vài quả đồi, đi lại rất là xa. Đối với bản thân mình thì thấy đi từ nhà này qua nhà kia hết cả hơi. Tôi nghĩ rằng những người dân đây thì họ quen thuộc rồi, sống xa như vậy đỡ phiền nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nương của thằng nào ở đâu thì thằng đó làm nhà ở đấy, kiểu như vậy thì dễ tiện cho việc chăm sóc cấy hái, bước ra nhà là nương luôn. Vì vậy mà họ sẽ làm nhà theo những cái khoảng nương của mình, tôi đoán thế. Và thường là tôi cũng gặp những cái ngôi nhà, những cái người đồng bào Mông ở khu vực này họ hay làm nhà kiểu như vậy. Để đi vào cụm nhà phía bên này, đường đi khá lòng lòng ngoằng. Ôi dồi ôi, vượt qua rất nhiều dốc nữa. Có lẽ gia đình này là một trong những gia đình sống lâu năm ở đây nhất rồi, vì tôi thấy xung quanh nhà cây nó đã cổ thụ hết rồi. Ở đây thì có mỗi một cái đoạn bê tí được đổ bê tông, chắc là chỗ trơn nhất. Tôi đã nghe thấy dấu hiệu của tiếng nói rồi. Ồ, trông có vẻ những ngôi nhà đây cũng không quá kiên cố đâu. Anh ơi, trông chó cho em với. Trông chó cho cháu với. Cháu chào chú nhá. À. Ô, em bé. Em bé cởi chuồng à? Em bé không mặc quần áo vào à? Chào em nhá. À. Sao lại con cởi chuồng này? Ra cho con này nó làm quen đã. À, nó không cắn à? À, lúc nãy hai vợ chồng em đi lấy gì về đấy? Đi chợ về hôm nay chợ mà. À, đoán biết ngay là đi chợ mà. Thấy khoác đồ ở trên lưng. Em bé đang ôm một con gấu. Này chú cho quà em bé này. Cầm đấy. Chú còn nhiều lắm. Cháu xin thế nào? Cháu xin nào. À, chú còn nhiều lắm. Giờ làm sao đố cầm được hết đây? Hết tay rồi, bây giờ sao cầm được hết? À, con bé nó khá là nhanh nhẹn. Ơ, nhưng mà rơi rồi. À, bên trong này vẫn còn em bé đây. Thế bố nhặt cho bạn nhé. À, em vừa đi chợ về đấy hả? Vâng. Em bé này ăn được kẹo chưa? Chưa đâu. À, chưa à? Thế bà cầm giúp con nhé. Ủa, em bé uống nước ngọt á? Em cho em uống cái này. Cầm chơi thôi à? Nè mẹ. Em thì là hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi? 24. 2K4 à? Lấy nhau lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Thế em có phải người đây không? Hay là ở làng khác? Ở Thông Nông. Thông Nông là đường lên có khó như ở đây không? Không. Thế sao vẫn lên đây lấy chồng? Không biết. Không biết á? Em làm cách nào mà em ấy đi theo em lên đây lấy em được vậy? Bác sĩ bảo cưới à? Phải không? Không phải đâu anh ơi. Không phải bác sĩ bảo cưới à? Thế bằng cách nào mà hay vậy? Cũng không biết. Cũng không biết à? Thế cái lúc đang yêu nhau thì đã về đây tìm hiểu trước chưa? Hay là cưới rồi mới đến? Chưa. Hả? Chưa. Cưới rồi mới đến hả? Vâng. Oh. Vào đây ngồi đi anh ơi. À, ok em. Vẫn tìm hiểu chút về hai vợ chồng trẻ này. Hai vợ chồng có mấy đứa con rồi? Có hai đứa anh. Hai đứa rồi à? Vâng. Thế tò mò tí làm sao mà đưa được giỏi đấy. Vợ sinh thế này không biết làm cách nào mà ông em có thể đưa em ấy từ một cái nơi huyện Thông Nông à. Huyện Thông Nông thì cũng là một huyện không biết là có cao không, nhưng mà
Em cũng ấy đấy nhỉ, cũng đi theo tiếng gọi của tình yêu đấy à? Yêu nhau lâu chưa? Cũng khá lâu. Khá lâu à? À, xong mới quyết định tới hôn nhân à? Vâng. À, thế hai vợ chồng tên là gì? Tên Sinh. À, em tên là Sinh. Chồng tên là gì? Chồng tên Sinh. À, em tên Anh. Sinh Anh. Vâng. Ồ, tên đẹp đấy. Tên xấu. Hai vợ chồng đi chợ mua được cái gì? Không được gì. Thế đi không đấy hả? À, đi ngắm người à? Hay đi ăn phở à? Có tiền đâu ăn phở. Rồi, ăn mặc đẹp này mà không có tiền ăn phở à? Có đâu. Đây này, quần còn rách rồi này. Khá là sành điệu đấy. Thế là ở đây mình sống là mấy thế hệ em? Đây là bố mẹ em đúng không? Đây là ông bà. Ông bà. Thế bố mẹ em đâu? Bố mẹ em đây. À đúng rồi nhỉ. Bà. À ừ, quên mất. Có con thì gọi là bà. Thế ngày xưa em cũng đi học cái đường... Ngày xưa em đi học ở đường kia luôn mà. Đi học ở cái trường dưới kia luôn mà. Cũng đi cái đường mà khó khó đấy hả? Ừ. À. Thế sau này con lại phải thế đi đường đấy à? Lại biết là ở đây có người. Ui, anh nhá, anh cứ thấy đường là anh đi ấy. Xong rồi càng đi vào thì càng thấy có người, có nhà ấy. Thế cháu đã rèn luyện để chuẩn bị đi đường đất chưa? Chưa đi đường đâu. Leo trèo chưa? Nghĩ đến cái cảnh mà tụi nó đi cái đường đấy mình không biết là do tưởng tượng được. Khó quá nhỉ. Nhưng mà cái đường đấy mình đã có cái kế hoạch gì không? Không có đâu anh ơi. Không có một kế hoạch nào. Nhà nước nó không làm cho người ít quá. À, ít người quá nên là không đủ tiêu chuẩn. Không đầu tư à? Có thể là trong tương lai nhỉ. Mà hiện tại thì không đầu tư được, không làm được nữa. Thế nhưng mà ví dụ bọn em sống ở trên này có xe máy không? Có mà. Xe máy em để đâu? Để dưới kia. Làm sao mang lên được nhỉ? Đường mà ở trên kia vẫn có một đường xe à, lên đường. Có một cái đường khác nữa à? Ừ. Nhưng mà xa hơn à? Xa hơn. Đường 66. Đường 66 này thì dễ đi hơn nhỉ? Đi nhanh hơn đấy, đi xe cũng khó. Đi xe khó lắm. Ừ, mà chả hiểu em bé là chân nhỏ như em này, em bé. Ở chân núi gì thì vẫn kiểu đấy anh ơi. Ôi, dễ thương thế. Xinh quá nhỉ, xinh quá. Trai hay gái đấy? Gái. Gái à, thế là hai cô công chúa à? Ồ, đúng rồi, chuẩn bị tinh thần leo dốc rồi. Nhà ở cao quá. Anh ở đâu nhỉ anh nhỉ? Anh ở Hà Nội cơ. Hà Nội à? Ừ, xa lắm. Lên đây quay phim chơi nhỉ? Ừ, lên chơi với bà con vùng cao. Thích lên vùng cao. Thế lên làm quên đi. À, cái gì? Hỏi thăm nhau à, quát cái gì? Hả? À? Quá gì? Anh vừa lên lên lâu rồi anh. Anh đi từ 8 giờ sáng. 8 giờ sáng mới lên đến nơi. Mời đấy anh. Hai vợ chồng trẻ. Thế bọn em thì kinh tế chính là làm những cái công việc gì? Có gì làm đâu. Sao không có gì làm? Ví dụ như là bọn em có đi làm thuê ở đâu không? Không. Cũng không đi không xuống thành phố làm thuê à? Không. Thì mình sẽ trồng mỗi ngô thôi. Trồng mỗi ngô. Ở đây trồng được lúa nước không? Lúa nương à? Ở đây không có đâu anh ơi. Thế à? Ừ. Trồng nương đó. Ở đây dốc quá làm không được. Chỉ có trồng mỗi ngô thôi. Trồng mỗi ngô không. À, và nuôi trâu bò, nuôi bò nhỉ? Nuôi lợn. Cả đời trên núi thôi, không bao giờ xuống dưới Hà Nội các kiểu đó. Cả đời trên núi chưa bao giờ xuống Hà Nội á? Vâng. Thế hai vợ chồng xuống đi, anh đón. Đi không? Thôi, chắc không đi đâu. Nhà anh ngay gần bến xe Mỹ Đình thôi. Ngay gần bến xe Mỹ Đình anh. Ừ. Thôi trêu thế thôi, nhưng mà nếu mà có dịp thì xuống đấy thì nếu mà ấy thì có vấn đề gì gọi anh, đúng không? Ừ, vì chắc là bọn em chưa bao giờ xuống đấy nhỉ? Vâng. Chưa không đến đấy đâu. Đi xa nhất là đi đến đâu? Chắc là... Em đi một lần đến Thái thôi. Đến Thái... Thái Nguyên. Thái Nguyên. Vâng. Một lần đi chơi. Đi thăm chú. À, đi thăm người thân ở bên tận Thái Nguyên. Vâng. Ôi, xa xôi nhỉ? Đấy là lần đầu tiên được đi chơi xa. Lần đến giờ lần đầu tiên thôi. Thế em bé cho chú con này nhá. Chị trông nhìn đi. Cho chú con này chú con này nhá. Bây giờ em chỉ cần lau cái mặt cho nó một tí thôi là xinh ngay nhỉ? Hơi nhọ một tí thôi. Rất là có nét của mẹ đấy. Thế gia đình ăn cơm chưa? Rồi. Ăn cơm rồi à? Ăn cơm sớm đấy. Nhà nuôi nhiều chó nhỉ? Trong nhà một đàn chó luôn. Ở nhà đi. Ở đây thì sao đâu mà chó nó không giữ đấy. Chó nó không giữ. Có mỗi chó làm bạn nhỉ. Nuôi chó để chơi. Nuôi chó để chơi. Ở nhà đi, nó không giữ đâu. Nó không cắn. Tôi thấy nhà của em ấy cũng khá là rộng rãi. Nhà thiếu không quét. Nhưng mà sao mình không quét đi?
đúng không? Ờ, đang bận quá đúng không? Ờ, một ngôi nhà. Nhà mình ở đây bao nhiêu năm rồi em? Ở đây chắc kia chuyển ở đây chắc gần 3-40 năm rồi. Ờ, 3-40 năm rồi. Kia còn chưa sinh. Kia chưa sinh. Nhưng mà chuyển từ đâu về đây? Ừ, chuyển từ Thông Nông về anh ạ. À, chuyển từ Thông Nông á? Vâng. Là cả ông bà cũng chuyển từ Thông Nông về đây? Vâng. Là như kiểu là đi du canh du cư đấy à? Là ngày xưa là đi kiếm đất để có chỗ trồng ngô đấy đúng không? Vâng. À. Ngồi đây. Thế bọn em đã có một cái ý định mà chuyển nhà xuống dưới thấp chưa? Chưa có anh. Chưa... chưa có hả? Vâng. Đã bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện đấy chưa? Chưa có tiền thì không xuống được anh. À, chưa có tiền à? Ừ. Khoảng bao nhiêu tiền thì mới xuống được? Thì xuống kia chắc khoảng 300-400 thì xuống. 300-400 cả. Ôi, thế thì còn nhiều lắm con ạ nhỉ. 400 triệu mới xuống được. Ờ, 300-400 triệu mới xuống được. Em gái này là thôi, chấp nhận là từ dưới thấp lên trên cao ở. Thôi cứ cố gắng thôi nhở, vợ chồng trẻ mà. Ừ. Nhưng mà cũng thích ở dưới hơn đúng không? Ở dưới kia, thích ở dưới kia hơn, như ở kia nó không nên. Ừ, thì vẫn câu chuyện là không có tiền thì không có đất không thôi. Không có tiền thì không xuống được. Đất thì người khác họ ở hết rồi nhỉ? Ừ. Đi phải mua. Mua mà bây giờ á, sờ vào đất toàn là 100 triệu thôi. Mấy trăm triệu mới lấy. Mấy trăm triệu ấy, có khi đợt tôi đi hỏi mua đất là còn cả tỷ bạc ấy. Ừ. Sợ. Thành phố kia gần tỷ anh. Ừ, sợ luôn ấy. Nhưng mà cũng hy vọng là hai vợ chồng còn trẻ ấy nhỉ? Ngày nào đấy biết đâu lại có thể sống được ở dưới kia. Ít nhất là bọn này nó không phải đi bộ giống bố nữa nhỉ? Ừ. Về đây ngồi đi. Ừ, em cứ ngồi đi. À đây, con đang hiểu kỳ à? Con chưa thấy người lạ bao giờ đúng không? Không, con là không lấy điện thoại của anh ấy. À, định lấy điện thoại của chú á, của bác á. À, nghiện điện thoại à? Điện thoại nó không sợ người. À, nó không sợ người đâu nhỉ? Thế này thì đi học cũng yên tâm nhỉ? Không sợ. Thấy điện thoại định lấy chơi. Thấy điện thoại định lấy chơi á? Ôi, con đã biết chơi game rồi á. Nó thích xem điện thoại kiểu... À, con thích xem điện thoại. Không cho xem, sau này mắt nó bị cận. Anh thấy một cái đường dây nhỏ nhỏ kéo vào nhà mình nhá, đường dây gì? Dây điện đấy anh. Dây điện à? Nhà mình thì có cái hệ thống mặt trời không? Không có anh ạ. Phải dùng chung với nhà khác à? Không, đây chỉ dùng điện nước thôi. Thế mấy nhà kia có cái năng lượng mặt trời mà? Cái nhà kia nó một nhà một cái thôi. À. Nhà em thì không dùng. Nhà em không dùng hay là không được hỗ trợ? Được thì cho anh dùng rồi. À, là cho anh à? Em dùng cái điện nước à? À. Rồi, làm sao thì cuộc sống của hai vợ chồng trẻ thì vẫn còn nhiều tương lai phía trước lắm nhỉ? Có lẽ là anh vào chơi gia đình mình một chút vậy thôi. Bây giờ cũng muộn rồi, anh cũng chuẩn bị xuống núi đây. Anh chuẩn bị xuống này. Ừ, em có muốn xuống cùng anh không? Ừ, anh không à? Lên. Mệt quá anh ạ. Mệt quá, thế một tháng đi chợ mấy lần? Chợ nào em cũng đi mà, 5 ngày chợ một lần, 5 ngày chợ một lần. 5 ngày em lại đi chợ một lần. Đi ngắm người cho đỡ buồn. Đi xuống kia cho đỡ buồn. Ờ, đúng vậy, đi cho đỡ buồn. Thôi được rồi, thế anh chào hai vợ chồng trẻ nhá. Thế người tí đi à anh? Ừ, chắc là anh đi xuống luôn rồi, muộn quá rồi. Chơi tí đi. Ờ, thôi được rồi. Thế con chào bà. Lên một tí anh lại. Vâng. Bà nó không biết tiếng Kinh. À, mà không biết tiếng Kinh à? Anh lên từ sáng rồi, anh đi cũng hết mấy nhà đây rồi. Nên là bây giờ chắc cũng đến lúc phải bây đi giờ về. Anh đi thẳng là anh còn đi đâu nữa? Bây giờ đấy, anh đi cái đường đấy để đi về đây. Mất cả tiếng. Chơi mấy ngày xong đi anh. Ừ. Đấy, bây giờ phải xuống mất cả tiếng nữa đấy. Thôi bye bye con nhá. Bye bye em bé nhá. Cười. Ôi, xinh đấy. Vậy là tôi cũng đã tới được một cái cụm nhà ở trên này và gặp được những người dân ở đây và cũng hiểu một chút về cái cuộc sống của họ. Bây giờ thì có lẽ là phải tạm biệt mọi người rồi. Bye bye nhá. Bye bye các con nhá. Hôm nào mà chú ở dưới kia mà chú chặn đường ở dưới để xem bọn nó đi học ấy. À, để xem là mấy đứa trẻ con đi học nào có khi lại gặp bọn này đấy. Thì có thể là khoảng... có vẻ khoảng một thời gian nữa. Rồi bye bye nhá. Có thể là khoảng một thời gian nữa. Có thể là năm nữa đi. Hoặc 2 năm nữa đi. Tôi sẽ lại quay lại ngôi làng này một lần nữa. Còn bây giờ thì có lẽ là cái chuyến hành trình ngày hôm nay tôi cũng xin phép được dừng chân tại đây. Bởi vì là cũng... quá mệt rồi, quá đuối rồi. Bây giờ bụng cũng đã bắt đầu đói rồi. Cái hành trình đi xuống thì nó còn hẳn một quãng nữa cơ, khá là xa cơ. Cũng phải đến một tiếng đồng hồ ấy mọi người ạ. À. Cứ gắng bò bò dần xuống thôi. Thì cũng là rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Trao đến tận những giây phút này. Có lẽ là
càng ngày thì những cái chuyến hành trình của mình càng dài hơn thì cũng mong mọi người chiếu cố và cố gắng xem đến cuối, vì mình cũng muốn là làm sao lưu giữ lại thật nhiều những cái hình ảnh, những cái trải nghiệm mà mình gặp được, mình nhìn thấy ấy. Nên là cũng hy vọng là mọi người sẽ yêu mến và ủng hộ Trao. Còn bây giờ thì Trao xin phép được tắt máy đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo.